Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường truyền tay nhau câu nói lấy vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Bởi thế cho nên, người ta rất chú trọng đến việc dựng vợ, gả chồng và chuyện xây nhà. Người xưa cũng quan niệm phong thủy nhà ở đặc biệt quan trọng trong việc chọn ngày giờ động thổ, chọn hướng nhà. Vậy, làm thế nào để chọn được hướng nhà đại cát, tránh được những hướng phạm sát do gia chủ tuổi Bính Tý năm 1996 trong năm 2020? Hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Để xây nhà, đầu tiên ta xét đến các yếu tố kim lâu, quang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hung họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên thì để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, quang ốc, tam tài hay không. Đầu tiên ta sẽ xét đến kim lâu, năm Canh Tý 2020 gia chủ tuổi Bính Tý 25 tuổi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu nhưng vẫn phải xem xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến quang ốc tuổi Bính Tý năm 1996, theo cách tính quang ốc sẽ phạm phải nhất kiết, an cư, thông vạn sự. Gia chủ mà làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Còn xét về tam tai thì người tuổi Bính Tý cần tránh các năm tam tai, dần, mão, thìn. Năm làm nhà Canh Tý theo cách tính thì gia chủ sinh năm 1996 Bính Tý sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm vào tam tai thì không nên làm nhà. Nếu muốn xây thì đất được vận nên mượn các tuổi cát lành 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây, mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020, mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1996 Bính Tý nam mệnh thuộc cung Tốn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Bính Tý, cung Tốn thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Tốn Mộc bốn hướng tốt đó là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Bốn xấu Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát và Tây Nam là Ngũ Quỷ. Đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và Tam Sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam Sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 1996, Bính Tý nam mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hạng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
Hướng tiếp theo đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Bính Tý 1996 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng Đông Bắc tương quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy hương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng thứ ba đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, và ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ông kẻo giúp bạn vào thân. Tuổi Bính Tý xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ tư đó là hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý, cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát thì tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Bính Tý nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Tý đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý. Hướng thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo vào kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Người tuổi Bính Tý mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ vì tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996.
Hướng thứ 6 đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba Sơn, Sửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm Bính Tý, Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Thủy đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Tý xây nhà hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ đề xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật. Con cái kém cỏi, đặt cửa dương ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Bính Tý khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi việc khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế lại bố trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam, gồm có ba Sơn, Thìn, Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý, sao Lục Bạch đáo đến. Lục Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Bính Tý xây nhà và ở hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Thứ 8 đó là hướng Tây Nam, gồm ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục đáo đến. Tứ Lục ngũ hành thuộc Mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa Sơn Thân phạm vào Mậu Thủy đô Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu chọn xây mới thì vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Với nam mạng Bính Tý xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Tý đang ở nhà hướng Tây Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho tuổi Bính Tý sinh năm 1996 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Bính Tý cung Khôn xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Duyên Niên, Đông Bắc sinh khí. Bốn hướng xấu đó là Đông họa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Giờ ta xét đến tuổi 1996 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem các hướng như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc, gồm có ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và Tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến phận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần
phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Bính Tý nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh đại hung. Tuổi Bính Tý xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Bính Tý khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi Nhâm như nhờ thầy phong thủy giỏi để khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi, cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Bính Tý nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tương quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì cần phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Tý đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Vì vậy, tuổi Bính Tý khi xây nhà hướng này cần phải hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương pháp hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát, là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Với nam mạng người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 mà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý. Nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý. Hướng tiếp theo là hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì tròn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn hơn.
Tuổi Bính Tý 1996 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc. Lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa, đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng phương pháp phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có một cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý bát bạch tài tinh đào đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Tý xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được cuộc sống may mắn và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Bính Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi 1996 Bính Tý nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các đường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng thứ 7 đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tố Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ thì phạm mộ lăng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành, đó là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Bính Tý 1996 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa, vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và may mắn để hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Tý đang ở nhà hướng Đông Nam cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, vào năm 2020 thì sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu chọn
tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Tý mà xây nhà và ở hướng Tây Nam thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, Phong Thủy May Mắn đã phân tích cát hung của từng hướng nhà vào năm 2020 cho người tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, cả nam mạng và nữ mạng. Căn cứ vào bản mệnh của gia chủ, ta có thể lựa chọn hướng nhà tốt và phù hợp nhất để đảm bảo phong thủy của toàn bộ căn nhà, thì khuyên quý vị cũng nên kết hợp hài hòa hướng nhà với một số yếu tố khác như là nhà, bếp, phòng ngủ, phòng khách để có thể giúp thần tài vào nhà, phù hộ cho gia chủ. Chắc hẳn quý vị đã lựa chọn cho mình được hướng và tuổi mệnh đồng thổ nhà trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong những phút vừa qua. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấp vào biểu tượng chuông để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc quý vị năm mới Canh Tý 2020 dồi dào sức khỏe, luôn may mắn, kiện khang trường thọ, phúc lộc trường cửu.